Hello anh em, chào tất cả anh em nhé. Xem là hôm nay vẫn là cá win này anh em ạ. Hôm nay với số vốn 50k mình sẽ chơi siêu xe anh em ơi. Hãy 50k vào siêu xe chơi cho nó rực rỡ anh em ạ. Để xem nào. Rồi chơi ở dưới anh em ơi. Hay mình chơi 4 ở dưới anh em ạ. Cái hàng dưới hàng trên nó khó quá anh em ạ. Mình chơi siêu xe cái nào dễ mình đớp thôi anh em. Rồi, ok chưa? Nhẹ nhàng 50k anh em ạ. Dưới tiếp anh em ơi. Dưới tiếp anh em ạ. Còn siêu xe này nó về dưới nhiều hơn vì trời trên anh em ạ. Thấy ở trên nó ít về lắm anh em. Đây, tất tay quả này này anh em. Đớp quả này lại quá ngon anh em ạ. Đớp quả này lại được củ mấy luôn anh em. Đớp không? Rồi. Đúng là làm giàu không khó anh em ơi. Hãy mới quất hai tay đớp hơn một củ kìa. Quá rực rỡ nha anh em. Mình thấy con này chơi rất sướng anh em. Anh em nào mà chưa tải game thì link tải game với link nhận code miễn phí mình ghi ở bên dưới phần mô tả với phần bình luận nha anh em. Anh em tải game xong liên kết số điện thoại sẽ nhận ngay được 6k8 nha. Xong anh em nhấn vào cái link nhận code để nhận code miễn phí nhé anh em. Vãi thật. Con này mình bấm không vào thì bấm vào là đớp tiếp anh em ạ. Cái thế nhỉ. Thôi quả này lại cuối tiếp anh em ơi. Dưới nhá. Cuối dưới luôn anh em ạ. Cuối dưới thêm con 1-2 nữa anh em ơi. Xem đớp không nhá. 200 hay 100. Rồi 100 cũng đớp anh em ơi. 100 là cũng rực rỡ rồi. Không phải nói nhiều. Có tiền anh em ơi. Mình thấy siêu xe này về cầu về rất dễ bắt anh em ạ. Cầu về rất ok nhá anh em. Thử đi cầu 1-2 xem thế nào anh em. Hai cầu cuối anh em ạ. Hy vọng là sẽ bắt được vãi nhỉ. Đấy, nó lại rớt giống cầu trước anh em ạ. Đấy, quả này mình lại bắt giống cầu trước luôn anh em. Đấy, bắt đẹp điều em anh em ơi. Rồi tắt tay luôn nhá. 700 mấy luôn anh em. Mình bắt theo cầu trước nhá. Hy vọng là sẽ may mắn anh em. Vì là cái chắc rồi anh em ơi. Đấy 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 700 kia. 3 củ rưỡi rực rỡ cho anh em. 3 phút chơi 3 củ rưỡi anh em ạ. Quá ngọt ngào. Đúng siêu xe này kiếm tiền quá đơn giản anh em ơi. Đấy, thế thì còn không đớp nữa mới lạ đây anh em ạ. Hãy chào anh em. Chúc anh em xem video vui vẻ nhá. Chúc anh em cuối năm may mắn thắng lớn nha anh em. Vẫn đi theo cục trước anh em ạ. À đù, vẫn đớp tiếp kìa. Vãi nhờ, biết thế thì giọt thêm một củ này có tiền anh em ạ. Quá rực rỡ. Là quá ngon anh em ơi, nó về giống cầu trước luôn anh em. Đúng không biết quả này nó có đi cầu dưới giống cầu trước nữa không anh em. Nó đi giống cầu trước là lại đớp anh em ơi. Trời, hai con đầu cuối luôn anh em. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đớp tiếp kìa. Đúng siêu xe hôm nay chơi quá may mắn anh em ạ. Mình 5 củ rưỡi rồi kìa. Ngon chưa? Đúng kiếm tiền trong siêu xe không khó anh em ạ. Anh em nào mà muốn tải game thì link tải game với link nhận code miễn phí mình ghi ở bên dưới phần mô tả với phần bình luận nhá. Chơi tiếp hai con cuối luôn anh em. Vãi thật, cầu về 1-2 kìa. Cay nhỉ. Vãi thật đấy anh em. Rồi ta quất tài này nữa rồi chuẩn anh em ơi. Mất một tài rồi anh em. Quất thêm tài này nữa nha. Vẫn bắt nhẹ nhàng hai cầu cuối nữa nha. Thắng thua gì mình cũng chuẩn anh em. Hy vọng là sẽ thắng nha.
Adieu. Đen nhờ. Thôi chắc mình nghỉ thôi, bài thêm 600 nữa anh em. Thôi chắc mình nghỉ nhá. Đầu tư 50k bây giờ chốt lãi 4 củ 1 là cũng ok rồi anh em ạ. Chào anh em.